Cáo phó trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng con là Bùi Văn Bằng, vợ là Nguyễn Thị Yến, con của ông bà Nguyễn Như Thế, cháu rể thay mặt cho anh chị Nguyễn Ngọc Thủy kính báo tin đến thân bằng quyến thuộc thân hữu bà quả phụ Nguyễn Thắng nhũ danh Anna Trần Thị Diệu sinh ngày 25 tháng 5 1925 tại Phát Diệm. Chúa gọi bà về lúc 5 giờ 15 chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017 tại thành phố Gonsboro, tiểu bang North Carolina. Đúng với bài phúc âm Chúa nói về 10 cô trinh nữ hãy chuẩn bị cho mình đủ đèn và dầu để sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Chương trình tang lễ viếng thăm ngày thứ sáu 17 tháng 11 năm 2017 từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối tại nhà quản Simo 1300 Way Memorial River, Goldboro, NC 27534. Thánh lễ an táng được cử hành 9 giờ 30 sáng thứ Bảy 18 tháng 11 năm 2017 tại nhà thờ St. Mary Catholic Church 1306 Edgerton Street, Goldboro, NC 27530, tăng gia đồng kính báo.